À, chúng ta sang phần E là muối. Một nhỏ định nghĩa. Định nghĩa về muối thì mình sẽ có thế này ạ. Muối được định nghĩa là một cái chất, là một hợp chất mà khi tan trong nước thì phân ly. Nó phân ly ra thằng ca-chiêu kim loại hoặc là NH4 cộng và anion gốc axit. Định nghĩa về muối ạ. Muối là hợp chất, đầu tiên phải là hợp chất đấy nhá. Và khi tan trong nước thì nó sẽ phân ly ra ca-chiêu kim loại hoặc NH4 và anion gốc axit. Ví dụ như muối NaCl, muối chúng ta quen nhất, thì nó phân ly ra gì ạ? Na cộng cộng Cl trừ, đúng không? Ví dụ như NH4 hai lần S số 4 thì nó phân ly ra hai lần NH4 cộng cộng với anh S số 4 hai trừ. Được chưa? Thế thì trong muối nhá, trong muối thì nó còn được, trong muối thì nó còn được phân loại ra thành hai loại chính. Thứ nhất là muối trung hòa. Muối trung hòa nó là muối mà anion gốc axit. Đầu tiên nó là muối nhá, mà anion gốc axit không còn hydro, có khả năng phân ly nhá, không còn hydro, có khả năng phân ly thì nó gọi là muối trung hòa. Ví dụ như các muối trung hòa chúng ta được biết tới, ví dụ như NaCl, NH4 hai lần S số 4, Na2CO3 thì chúng ta nhìn như anh NH4 hai lần S4 thì nó mặc dù có hydro đấy, nhưng hydro trong cụm NH4 này nó không thể phân ly được, nó thành là NH4 cộng, đúng chưa? Thì nó không thể phân ly nhá. B ạ, là muối axit. Muối axit là muối mà anion gốc axit thì vẫn còn hydro, vẫn còn hydro, có khả năng phân ly ra hấp cộng. Muối axit là anion gốc axit vẫn còn có hydro, có khả năng phân ly ra hát cộng. Ví dụ như anh NaHSO4 thì nó phân ly hoàn toàn nhé, thì nó tạo thành Na cộng cộng với H cộng cộng SO4 hai trừ. Đáng nhẽ nó phân ly tạo thành Na cộng cộng H SO4 trừ, nhưng HS4 trừ lại là chất điện ly mạnh, nếu nó điện ly tạo thành là H cộng cộng S4 hai trừ. Thứ hai là NaHCO3 cũng là muối axit, nó sẽ điện ly ra Na cộng cộng HCO3 trừ, sau đó anh HCO3 trừ lại có khả năng điện ly tiếp để tạo thành H cộng cộng CO3 hai trừ. Được chưa? Chúng ta nắm được chưa? Đấy, đấy là một vài cái muối axit chúng ta biết nhá. Trường hợp đặc biệt C ạ. Trường hợp đặc biệt chúng ta bị hay bị thi ở mấy cái trường hợp đặc biệt này nhá. Hay bị thi vào mấy trường hợp. Chúng ta có hai muối thuộc trường hợp đặc biệt. Đó là Na2HPO3 và Na2H2PO2. Thì hai muối này nó vẫn còn là hydro, nhưng hydro của nó không có khả năng phân ly. Vẫn còn hydro, nhưng không có khả năng phân ly. Vẫn còn hydro nhưng không có khả năng phân ly. Dẫn đến nó là muối trung hòa. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái loại muối phức tạp khác. Một số muối khác. Ví dụ như mình có muối kép. Muối kép hay thi nhá.
Ví dụ như NaCl này. NaCl 1 KCl. Đây gọi là mối kép. Được chưa? Hoặc là phèn chua K2 SO4 Al2 SO4 3 lần ngậm 24 nước. Được chưa? Và muối ngậm nước. Muối ngậm nước. Ví dụ như CuSO4 ngậm 5 nước. Mấy cái anh này hay thi mấy năm nay nhá. ZN NO3 2 lần ngậm 10 nước. Đây là muối ngậm nước. Thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho ông ta về toàn bộ muối. Mình sẽ tiếp ba nhỏ là sự điện ly của muối. Ba nhỏ sự điện ly của muối đường nước. Thì các muối điện ly trong nước nó rất đơn giản thôi. Ví dụ như là NaCl mà điện ly thì tạo thành Na cộng cộng với Cl trừ. Đúng chưa? Đấy. Đa số các muối thì đều là chất điện ly mạnh trừ một số cái muối của thủy ngân nhá. NaHCO3 thì như thầy đã phân tích ở trên, điện ly hoàn toàn tạo thành Na cộng cộng HCO3 trừ. Sau đó anh HCO3 trừ điện ly không hoàn toàn để tạo thành H cộng cộng với lại CO32 trừ. Đấy thì cái sự điện ly của muối rất đơn giản, phức chất thì chúng ta bỏ thôi nhá, phức chất chúng ta bỏ thôi. Đấy thì được. Ở trên đây là toàn bộ cái bài số 2 của cái chương điện ly. Để mặt lý thuyết thì hướng dẫn chúng ta, để chúng ta đi vào phần bài tập nhé.